Cô chú ơi, wow, cái cây kia lá đỏ đẹp quá kìa. Ra cái cây lá đỏ mami chụp hình cho. Cái áo kia, che con mắt rồi. Đi long nhong long nhong. Wow, mùa thu lá phong. Đẹp quá ông bà cô chú ơi. Ôi cái cây này hôm nay nó rụng nè. Lá bay lất phất luôn nè. Rồi đi ra đây mami chụp hình cho. Wow, Ran đi giữa rừng lá phong nè ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú ơi. Wow, awesome. Đi chờ mẹ chứ, sao đi đi nhanh quá, mẹ đi không kịp luôn. Đi, rồi bây giờ con tập bước xuống nè. Ủa, bây giờ đi lại hả? Thăm chưa? Hi Ren, lạnh không? Lạnh không? Cái mặt đỏ que rồi. Ở đó bụi cây, bụi cây, đi ra đây. Dơ. Ồ, lấy trái thông hả? Ồ, lấy trái thông cho mami. Ren lùm trái thông nè bà cô chú ơi. Ren giống như là con sóc vậy. Thôi dơ, đừng lùm nữa con. Yếu, cái lá này dơ quá, bỏ xuống. Ren nói cha cha nè ông bà cô chú ơi. Cha. Trời ơi, quăng gấu luôn. Phá cái cửa, phá cái cửa. Ba đang họp ồn ào quá. Đang đọc truyện không bà cô chú ơi. Hợp tác với mẹ quá, thấy máy quay là nhìn máy quay cười. Wow, Ran biết đọc truyện rồi. Wow, Ran đọc truyện gì đó? Ran đọc truyện.
chuyện gì đó. Cà cà cha cha. Cà cà cha cha. Phá kìa. Biết ba làm việc xong rồi. Cha 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 kìa. Làm việc. Gà gà gà. Gà 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 với cha cha cha. Gà gà gà. Rồi. Ba làm việc xong rồi. Gà gà gà. What you saying? What you saying? Cha means dad in Vietnamese. Oh, is that it? Yeah. From Mekong side. Cha cha cha. Cha mẹ. Cha. Mà sao Phương gọi là ba, dạy em là ba mà em cứ nói cha. Với em nghe Phương dạy học cái em nói là cứ cười với chị chia. Là anh với chị. Ôi thương ba kìa, nhớ ba kìa. Nhớ ba kìa, ba làm việc xong rồi. Bây giờ ba chơi với mình. Giống con mèo. Giống con mèo. Phả đó, phả đó, phả đó. Ok, ok, come here. Come here, let's go. Let's go. Rồi, chơi với ba nha. Để nghỉ xả hơi nha. Here comes. Ran, cà chua nè con, cà chua nè. Hái cho mami đi. Nè, mami cho nè. Rồi con hái giùm mẹ nào. Đúng rồi, hái trái màu đỏ đi. Nè con hái đi, nè, bước vô. Bước vô cho mami. Vô cho mami nấu canh nha. Nào, mình cùng nhau hái cà chua nào. Yeah, hái nha, nè con hái không? Nè con hái đi. Yeah, hái vô. À, ăn luôn hả? Ăn luôn hả? Ryan ăn luôn không? Ba có chứ ơi. Rửa rồi, mày ăn con rửa, rửa. Vô vô mami rửa rồi, mami cho ăn. Nè, mami bước thêm vài trái nữa nè. Mấy trái này đỏ đỏ nè. Bước vô ăn nha. Bước vô mình rửa mình ăn nha. Rồi, bước được 4 trái rồi. Ông ba cô chú ơi. Mình vô mình ăn thôi nha. Yeah. Hôm nay trời mưa là không đi đâu chơi được rồi. Ông bà cô chú ơi. Thôi mình đi vô nhà mình rửa cà chua mình ăn nè con ơi. Đi vô nhà mình rửa cà chua. Đi, đi. Lại với mami nào. Ôi ra nó mê đứng ngoài ban công ngắm cảnh ông bà cô chú ơi. Đi nào, đi vô nè, trời lạnh nè con. Đi, đi vô với má. Đi vô với mami nào. Đi nha, mẹ vô rồi nha. Đi, vô. Vô đây. Đó, yum, tomato, ăn yum, nào. Yum, 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 yum. À, đừng bỏ, yum, đừng bỏ yum, con. Yum, yum, yum. God, God, he just ate. He wanted to eat. He wanted to eat it. Again? It's really good. You like it? You're right. He thought it's choice now. Anh đi dạo phố nè ông bà cô chú ơi. Hi Ren. Hi Ren. Trời Ren đi nhanh quá, mẹ đi mẹ quay không kịp con luôn nè. Hi Ren. Đi từ từ thôi. Không cho mẹ nắm tay luôn đó chứ. Đi cái chừng đụng đụng kìa, đụng đụng đá kìa con. Hi Ren. Rồi đi cái tướng kìa. Hi Ren.
chơi đó con, được chơi. Ran nó thích đi lên đường sỏi đá nè ông bà cô chú ơi, nó không chịu đi ra đường bằng nè. Đi ra đây. Ở đây con. Đi đường sỏi đá té bây giờ. Rồi đi nè, đi với mommy nè. Hi Ran. Cô chú ơi. Kìa bà nội kìa. Lại ôm nội đi. I don't know. Just making sound. It's like he got excited. Every time he happy, he say yeah, 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 yeah. Yeah. Oh, you can't feel anything with the mask. Yeah. How are you, sweetheart? Right. Oh, my boy. Yeah, 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 yeah. Yeah. Nói nữa hả? Ăn nữa hả? Yeah. Nói bà nội cho baby mâm mâm đi à. Ăn nữa. Ui, có chân té, có chân té. Yeah. Whoa, look at you. You're not scared. Cái này Ran ở nhà chưa có bà nội ông bà cô chú ơi. Here, you're Mr. Crab. You're Mr. Crab. Mr. Lobster's coming to get you. He's coming to get you. Yeah, Mr. Crab, here. Do you want to see him on my head? Silly. He's silly. Are you leaving that on? Yes, for 5 minutes. Is it okay? Oh, not a very good view of me. Yes, you can take up your mask if you want. 5 minutes. Maybe I will. Not that that looks any better. You talking with your partner? No. Hi, sweetheart. Are we gonna play with these again? Here's the doggy. There's the doggy. You're gonna take woof 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 woof. You gonna take the doggy out? I'm a dog. He's a dog. Woof 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 woof. Meow meow. Do you want to play with that? Yeah, you play with it. You play with it. Look, where's the lamb? Where'd the lamb go? Where is it? Is it over there? Look. Look, Ryan, there's the lambing. See the lamb on the floor? Oh, no, it's okay. It's not hurt. Okay, here, we'll put lambing. Where does the lamb go? You put the lamb in. Yep. Now don't put it head first. Turn it around. Turn it around. I know. Here, put the lamb in here. Here, goes like. There we go. Yeehaw! Yeehaw! Oh, it's going back on my head again. That's so silly. So silly. There you go. There you go.
Here's your lobster. There's your lobster. Silly mask. Oh, don't touch mommy's camera. Okay, I think he's done with the camera. He wants to see what's going on in here. Dạo phố rồi ông bà cô chú ơi. Dạo phố với ông bà. Dạo phố. Dạo phố với ba với bà nó. Maybe another side, another way. Anh chạy lung tung quá. The truck, right? Well, you know, I used to have those wrist tethers. Em Ran đi vô cái shopping mall này là em Ran chạy lung tung luôn, bà cô chú ơi. À, Ran đói bụng rồi, Ran phải ăn rồi, bà cô chú ơi. Cái cây này bên trong siêu thị ha, bên trong cái shopping mall mình tưởng là cái cây giả, ai ngờ là cây thật nè mọi người. Bên trong còn có trái nữa nè. Ồ ghê mà, Phương không biết trái gì. Nhìn giống như trái đào. Nhìn giống trái đào ghê. Trái đào hay trái mận gì á. Hello Ryan, Pika. Pika. Pikachu. Pikachu. Hôm nay bà nội của Ryan mùa đông, bà nội lại mua quần áo cho Ryan nữa không bà cô chú ơi. Mua áo lạnh nè, có lỗ tai con nai nè. Bây giờ Phương đang ngồi Phương soạn để giặt đồ cho voi con ha. Mua nón, rồi mua găng tay, khăn choàng, pyjama. Hello voi con. Voi con bị chặn rồi ông bà cô chú ơi. Toàn là chạy ra nhà bếp phá nhà bếp nè, với phá cái nhà tắm nè. Bây giờ phải để cái nhà banh ở đây để chặn rồi, không cho đi nữa.